Thưa quý khán giả, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp với các chuyên gia kinh tế để trao đổi về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà. Tại cuộc họp này, các chuyên gia đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước về các biện pháp chống đô la hóa cũng như chính sách lãi suất đô la Mỹ ở mức 0% đã và đang phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, giảm tỷ lệ đô la hóa, tăng dự trữ ngoại hối và tác động đến luồng kiều hối, cũng như dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là chúng ta có tiếp tục duy trì lãi suất đô la Mỹ 0%. Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay với chủ đề chống đô la hóa có nhất thiết phải giữ lãi suất đô la Mỹ bằng 0%. Bây giờ mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, để trả lời cho câu hỏi chúng ta có tiếp tục duy trì lãi suất đô la Mỹ 0% hay không, tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, Đại học Bristol, Vương quốc Anh đã lấy dẫn chứng từ nước Anh, nơi tiến sĩ đang công tác, để nói về lãi suất ngoại tệ mà quốc gia này đang áp dụng. Tại Anh, hầu hết các ngân hàng lớn đều có các dạng tài khoản tiết kiệm bằng ngoại tệ, nhưng lãi suất không giống với lãi suất ở các nước phát hành đồng ngoại tệ đó. Ví dụ, lãi suất tiền gửi đô la Mỹ hiện tại ở một số ngân hàng đang ở mức từ 0,5 đến 4,5%, tùy theo loại sản phẩm và ngân hàng, và thường thông qua con đường các tài khoản ngân hàng hải ngoại, offshore account. Thủ tục không quá phức tạp, nhưng cũng không hề đơn giản như một tài khoản tiết kiệm thông thường. Theo đó, các tài khoản này thường được đẩy qua chi nhánh quốc tế của tập đoàn ở những vùng đất hải ngoại như Gibraltar hoặc những nơi không còn thuộc Vương quốc Anh nữa như Guernsey. Việt Nam, ở mốc thời gian trước năm 2015 và ở nhiều nước trên thế giới có tài khoản đô la Mỹ hay ngoại tệ khác và tiền gửi trong tài khoản đô la Mỹ nhận lãi suất trên 0% là hết sức bình thường. Với chủ trương chống đô la hóa nền kinh tế, trong đó có việc giảm nhu cầu găm giữ ngoại tệ của người dân lẫn giảm tỷ lệ tài sản bằng đô la Mỹ trong ngân hàng, thì rõ ràng Ngân hàng Nhà nước có động lực để đảm bảo rằng nắm giữ Việt Nam đồng có lợi hơn đô la Mỹ. Theo tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, đây là một phương châm điều hành nhiều năm qua. Nếu nhìn vào chống đô la hóa nền kinh tế, thì Ngân hàng Nhà nước đã thành công giảm tình trạng đô la hóa. Chẳng hạn như hạn chế niêm yết giao dịch bằng đô la Mỹ, chuyển dần quan hệ huy động cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua bán. Hơn hết, chính sách lãi suất đô la Mỹ 0% đã hạn chế đáng kể việc người dân giữ đô la Mỹ quá nhiều. Một trong những thước đo tỷ lệ đô la hóa trong nền kinh tế là tiền gửi ngoại tệ trên tổng phương tiện thanh toán giảm từ mức trên 11% năm 2014 xuống khoảng 6,05% tính đến tháng 6 năm 2024 và tín dụng ngoại tệ trên tổng tín dụng có xu hướng giảm. Theo thông tin được đăng tải trên website Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhận định việc áp dụng chính sách lãi suất đô la Mỹ 0% là một trong các giải pháp đồng bộ mà Ngân hàng Nhà nước triển khai để ổn định thị trường ngoại hối, neo kỳ vọng tỷ giá và nâng cao vị thế Việt Nam đồng. Nhờ chính sách này, tỷ giá và thị trường ngoại hối duy trì được sự ổn định. Rõ ràng, quan điểm của Ngân hàng Nhà nước xem câu chuyện này là một cấu phần thiết yếu của chính sách chống đô la hóa nền kinh tế và góp phần ổn định tỷ giá. Về mặt lý luận, giữ lãi suất tiền gửi đồng đô la Mỹ thấp hơn khiến người găm giữ đô la Mỹ chịu một chi phí đầu cơ là lãi suất bằng 0%, trong khi lãi suất Việt Nam đồng cao chắc chắn có vai trò trong việc chống đô la hóa. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, cần duy trì lãi suất đô la Mỹ ở mức 0% hay giao cho thị trường tự quyết như trước đây có thể là một cách tiếp cận cần thảo luận kỹ hơn và có những phản biện ở cả hai chiều. Đầu tiên, lãi suất đô la Mỹ không phải là công cụ duy nhất ảnh hưởng tới nhu cầu gửi tiết kiệm đô la Mỹ. Những thủ tục liên quan cũng như sự suy giảm của quan hệ tín dụng bằng đô la Mỹ trong ngân hàng cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu mở tài khoản bằng đô la Mỹ khó khăn, đồng thời tỷ trọng doanh nghiệp không vay đô la Mỹ nhiều, thì ngân hàng huy động đô la Mỹ với lãi suất cao làm gì? Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước hiện đang giám sát chặt chẽ rủi ro hệ thống cộng với các quy định về tài khoản tiết kiệm bằng đô la Mỹ và vẫn duy trì một van đóng mở thông qua trần lãi suất đô la Mỹ. Từ đó có thể nhận định Ngân hàng Nhà nước đã không còn quá lo về chuyện đô la hóa quay trở lại. Vì vậy, giữ lãi suất đô la Mỹ ở mức cứng 0% có thể không còn là công cụ quan trọng trong chính sách chống đô la hóa nữa. Từ thực tế trên, tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn cho rằng thay đổi chính sách lãi suất đô la Mỹ trong điều kiện hiện tại có thể là chưa thật cần thiết. Đặc biệt, có thể tạo ra nhiều đồn đoán không hay.
thị trường vốn dĩ không chỉ hoạt động dựa trên thông tin đúng, mà có khi còn dựa vào tin đồn và những thuyết âm mưu. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, về dài hạn, đặc biệt là cách tiếp cận chính sách về bộ công cụ chống đô la hóa, không nên thần thánh hóa công cụ lãi suất đô la Mỹ 0% và gán cho nó sứ mệnh quá lớn, theo kiểu không có thì sẽ bất ổn hay đô la Mỹ hóa quay lại. Nói cách khác, chúng ta cần nghiêm túc đặt câu hỏi, nếu thay đổi thì khi nào là phù hợp? Để trả lời được câu hỏi này, cần có những hội thảo và thảo luận chính rõ ràng để mổ xẻ vấn đề từ mặt lý luận cho đến các vấn đề thực tiễn, để mở đường cho những trường hợp cần thay đổi lãi suất tiền gửi đô la Mỹ sau này. Nói nôm na, không có bài thuốc nào là không có tác dụng phụ cả, nghĩa là khi trị bệnh đô la hóa, không nên nâng tầm một loại thuốc quá công cụ thực tế của nó, để rồi phát đồ nào sau này cũng không dám loại bỏ, ngay cả khi phát hiện nó có tác dụng phụ nghiêm trọng. Trên quan điểm của thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, giáo sư Trần Thọ Đạt cho rằng, chính sách lãi suất đô la Mỹ 0% là một trong các giải pháp đồng bộ mà Ngân hàng Nhà nước đã triển khai để ổn định thị trường ngoại hối. Theo tiến sĩ Trần Thọ Đạt, chính sách này là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa, hỗ trợ tích cực cho ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá và kinh tế vĩ mô, cùng với các giải pháp khác đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế Việt Nam đồng. Nhờ đó, tỷ lệ đô la hóa trong nền kinh tế đã giảm mạnh, nguồn lực đô la Mỹ trong dân được chuyển thành nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế. Đồng thời, thị trường ngoại tệ được quản lý hiệu lực và hiệu quả hơn, thực hiện chuyển điều hành tỷ giá trung tâm cho phép tỷ giá biến động linh hoạt, hấp thụ tốt hơn các cú sốc và phản ánh tốt hơn quan hệ cung cầu thị trường. Trong thời gian đại dịch và biến động địa chính trị vừa qua, kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường ngoại tệ Việt Nam khá ổn định. Việt Nam đồng mất giá ít hơn so với nhiều đồng tiền khác. Do vậy, giáo sư Trần Thọ Đạt cho rằng hiện tại chưa có dấu hiệu nào căng đến mức để chúng ta phải quay xe trong việc áp dụng quy định trần lãi suất tiền gửi đô la Mỹ 0% một năm. Chính sách lãi suất đô la Mỹ 0% đã đạt được kết quả quan trọng, nhưng hiện tại nền kinh tế đang tiếp tục đối mặt với triển vọng tăng trưởng khá bất định của nền kinh tế thế giới. Nhiều yếu tố vẫn đang tác động gây áp lực đến thị trường ngoại tệ và tỷ giá. Trong bối cảnh Fed vẫn duy trì lãi suất ở mức cao, chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì âm. Nhu cầu nắm giữ đô la Mỹ để hưởng chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền, nhu cầu chuyển ngoại tệ trong tương lai về hiện tại vẫn cao, khiến cân đối cung cầu ngoại tệ vẫn đang gặp nhiều thách thức. Tóm lại, áp lực lên tỷ giá vẫn đang cao và tiềm ẩn tác động đến các luồng vốn vào Việt Nam, nhất là luồng vốn đầu tư gián tiếp FII. Theo giáo sư Trần Thọ Đạt, để tháo gỡ phần nào áp lực này, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tín phiếu nhằm điều tiết lượng tiền Việt Nam đồng dư thừa, đồng thời bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường. Trong bối cảnh còn đang nhiều thách thức này, nếu đảo chiều chính sách lãi suất đô la Mỹ 0% hoặc lùi thời gian chống đô la hóa, nhiều khả năng sẽ kích hoạt động cơ găm giữ ngoại tệ đối với người dân và doanh nghiệp, tác động tiêu cực đến tâm lý tái khởi động một kênh đầu tư đã nguội trong bối cảnh dòng tiền đang trực chờ các kênh sinh lời. Việc này sẽ gây thêm áp lực lên cung cầu ngoại tệ, tiềm ẩn tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát và các luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời cũng tác động tới việc ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá và tác động ngược trở lại đến lãi suất Việt Nam đồng. Theo kinh nghiệm của nhiều nước trong việc chống đô la hóa nền kinh tế, cần xem mục tiêu này là quá trình lâu dài và kiên định trong chính sách thực hiện. Theo giáo sư Trần Thọ Đạt, để chính sách lãi suất tiền gửi đô la Mỹ 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa, như trên đã nói, cần kiên định trong lộ trình thực hiện. Với quan điểm này, chúng ta phải nhất quán coi chính sách lãi suất đô la Mỹ 0% là công cụ hỗ trợ tích cực cho ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá và kinh tế vĩ mô. Đồng thời, cần thực thi tổng thể các chính sách giảm sự hấp dẫn của việc nắm giữ đồng đô la Mỹ qua ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, từ đó nâng cao vị thế của Việt Nam đồng. Phương châm duy trì nắm giữ Việt Nam đồng có lợi hơn đô la Mỹ cần được kiên định thực hiện lâu dài, xuyên suốt trong điều hành lãi suất và tỷ giá, đồng thời có các biện pháp cụ thể tăng cường khung pháp lý về quản lý ngoại hối theo hướng hạn chế sử dụng ngoại tệ trong lãnh thổ, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm giữ ngoại tệ, hạn chế mua ngoại tệ kỳ hạn để phục vụ thanh toán trong tương lai, chuyển nhu cầu ngoại tệ trong tương lai về hiện tại. Bên cạnh đó là kiểm soát chặt chẽ hơn hiện tượng lách trần lãi suất tiền gửi đô la Mỹ thông qua tăng cường thanh tra, giám sát, tăng cường kỷ luật thị trường, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Trong bản tin kỳ tới,
chúng tôi sẽ phân tích về chủ đề này dưới góc nhìn của các chuyên gia tài chính. Còn bây giờ, chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!